Cát Phượng nói gì trước tin đồn lục đục với chồng trẻ Kiều Minh Tuấn? Tin đồn cặp đôi Cát Phượng Kiều Minh Tuấn cơm không lành, canh chẳng ngọt đã xuất hiện từ thời điểm giãn cách xã hội. Vào chiều ngày qua, mùng 1 tháng 12, trong một sự kiện ra mắt game show về võ thuật thu hút nhiều sao Việt, Cát Phượng Kiều Minh Tuấn cũng xuất hiện với vai trò tham gia. Khác hẳn với những lần trước đó, cả hai luôn công khai thể hiện tình cảm, thì bây giờ Kiều Minh Tuấn chọn đứng xa bà xã. Nhiều thời điểm cả hai lơi nhau mỗi khi chạm mặt điều gây bất ngờ nhất là khi MC mời cặp đôi lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn chọn vị trí cách xa nhau. Trong, trong suốt thời gian sự kiện diễn ra, cả hai cũng ngồi cách xa nhau và không có bất kỳ tương tác nào. Sau sự kiện này, tin đồn càng khiến dư luận quan tâm diễn viên Cát Phượng đã nhanh chóng lên tiếng và làm rõ nguyên nhân sự việc. Chia sẻ về thông tin lục đục với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng cho phóng viên dân trí biết, đây chỉ là tin đồn, không có chuyện cô và Minh Tuấn chia tay. Chiều nay tôi đến học báo trễ vì phải ghé bệnh viện lấy thuốc điều trị. Anh Tuấn đến sớm hơn vì từ đoàn phim qua. Thêm vào đó chúng tôi phải ngồi theo từ lúc tham gia chương trình. Sau đó anh Tuấn nhắn với tôi là anh phải về sớm đi quay. Tôi cũng nói với anh là anh có việc thì cứ đi. Tôi bắt Grab về cho tiện. Chuyện này chỉ có vậy thôi, Cát Phượng nói ngoài ra nữ diễn viên còn cho rằng tin đồn rạn nứt xuất hiện cũng do cách cô và kiều minh tuấn thể hiện trước truyền thông gần đây vì không muốn mọi người chú ý quá nhiều và bị hỏi chuyện tình cảm thay vì công việc nên cả hai hạn chế xuất hiện chung hay thể hiện tình cảm mọi người thấy chúng tôi đi nhiều quá cũng ghét dù chúng tôi không làm gì tính tôi và anh tuấn thì mọi người cũng hiểu nếu chúng tôi có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ lên tiếng không hề giấu giếm các khán giả yêu quý Cát kiểu cứ yên tâm, nếu một ngày có ai chụp được anh Tuấn nắm tay cô khác mà không phải tôi thì mọi người hãy viết. Tôi và anh Tuấn chỉ muốn sống bình yên và làm nghề chân chính, Cát Phượng chia sẻ thêm. Ngoài ra Cát Phượng còn tiết lộ, cô mới nhập viện vì ngất xỉu cách đây vài hôm và được Lâm Vĩ Dạ đưa đi cấp cứu. Dù đang đi quay phim do dự án mới nhưng Kiều Minh Tuấn đã nhanh chóng về lại thành phố ngay khi biết tin. Hàng ngày ông xã Cát Phượng phải quay phim đến khuya nhưng đều tranh thủ ghé vào bệnh viện xét nghiệm PCR để có thể thăm cô một chút. Cô nói mỗi lần thăm tôi, anh phải chờ 5 tiếng sau khi Tết mới được vào thăm. Trong khi đó anh còn phải nghỉ ngơi để quay phim cho hôm sau.